về tham dự lễ kỷ niệm 5 năm chương trình Không gian Văn Việt và giao lưu văn hóa văn nghệ ngày hôm nay. Thưa anh Tuấn, Vụ trưởng Vụ Pháp chế Ủy ban Dân tộc Chính phủ, nhân dịp đi công tác, thế là cái ngày này ta đến dự, rất là cảm ơn anh. Kính thưa các anh các chị trong các hội. 07QDDSQ quyết định khen thưởng Đại sứ quán đặc mệnh toàn quyền nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam tại... Xin lỗi ạ, em mời anh Kính. Tất cả mọi người trong này, anh Kính đều có những cái nhiệt tình. Được cái niềm vinh dự này, đấy là công sức của các anh các chị. Mời sân khấu sự hiện diện của ông Lê Xuân Hình. Qua cái buổi biểu diễn của hôm nay thì nhà báo cũng thấy tôi cũng rất là xúc động, cũng không nghĩ là cái ý tưởng ban đầu của ban tổ chức, và đặc biệt thì tôi là cái người yêu văn hóa văn nghệ,